Đây là một buổi chiều và mình đang bày đồ ra để ăn nè mọi người. Đây là ăn cơm tối luôn nha. Và đây là cũng là một cái không gian giống như là mình đi cắm trại vậy đó. Cắm trại tại nhà mà giống như là đi cắm trại ở ngoài đó, cũng nấu đồ ăn, đồ ăn sùm thứ. Ok, hôm nay mình sẽ ăn gì đây? Và cũng là giống như là mình đi camping vậy đó. Mình nấu cơm ra xong bày ra bàn rồi mình ngồi mình ăn nè. Hấp dẫn không? Có tiêu chua nè, thịt kho trứng nè, cải nè. Và hôm nay có một món đặc biệt là ánh mắt mặt thì mình làm. Trời ơi, cái này là mắm xào, mắm kho tiêu luôn á. Ăn với cơm với lại ăn bánh tráng. Quá trời ướt, quá trời ướt. Bây ăn miếng đi. Con ăn này hả? Con ăn miếng này. Đó. Cô mình vẫn đang bị giãn cách nè. Con đang bị phong tỏa nè. Dây rồi. Con sừng luôn. Đó, hai đầu.